nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự thi công giám sàn dựa BVC. Mọi việc rất đơn giản, cùng bắt đầu nhé. Trước tiên, bạn phải quét sàn sạch sẽ, tốt nhất là dùng cọ lau hoặc máy hút bụi. Đợi cho sàn khô hoàn toàn sau đó mới có thể bắt đầu lát sàn. Bạn nên chọn loại hình chữ nhật đơn giản và hiệu quả nhất để cắt thành các tấm ván sàn. Lấy 3 tấm ghép lại thành một tấm sàn, rồi đặt nó vào một tấm sàn khác để tạo ra một hàng ngang đồng đều. Độ rộng của 3 tấm sàn đúng bằng một nửa độ rộng của một tấm sàn. Dùng dao cắt, bạn có thể cắt tấm sàn theo bán kính chuẩn. Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu lát sàn bằng cách dán các tấm sàn có kích thước giống nhau với nhau, sử dụng tấm sàn đã được cắt trước đó để làm đệm. Bạn chỉ cần dán miếng lót phía sau tấm sàn và đặt nó lên mặt sàn. Tiếp tục lát sàn theo kiểu ghép với các tấm sàn kế tiếp cho đến khi hoàn thành hàng ngang đầu tiên. Sau đó, bạn có thể tiếp tục lát sàn bằng cách lặp lại các bước trên với các hàng tiếp theo. Bạn có thể dùng dao cắt để cắt tấm sàn cuối cùng cho phù hợp với kích thước phía cuối của sàn. Như vậy, bạn đã hoàn thành việc lát sàn và có thể nhìn thấy hiệu ứng hình chữ nhật của các tấm sàn được lắp ghép rồi. Nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này mà không lo hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline sau 0944 038 797. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hữu ích nhé!